lại là nhỏ Barbie thua cuộc kìa. Đeo cặp kính thấy ghê quá à. Mặc kệ mình đi, đúng là cái đồ thua cuộc. Sao họ có trêu chọc mình vậy ta? Thua cuộc, thua cuộc, thua cuộc. Thôi đi mà. Giá như có một người bạn bảo vệ mình thì tốt quá. Các em à, lớp ta có học sinh mới nè. Là bạn Wesley. Xin chào. Đúng là bọn bắt nạt rồi. Em tìm chỗ ngồi đi Wesley. Ngồi với mình không? Không thèm. Chỗ này trống nè. Có chết tôi cũng không ngồi đâu. Có ai ngồi ở đây chưa? Là cặp mình đấy mà. Được rồi, cậu ngồi đi. Xin chào. Xem kìa, lại một nhỏ kỳ quặc nữa. Tôi mà là cậu thì tôi không làm như vậy đâu. Tôi làm như thế này nè. Ow, đau quá đi. Cảm ơn cậu nha. Tụi mình mãi là bạn thân nha. Kẻ xấu đã bị đánh bại. Chuẩn. Ơ, ai bảo? Cậu có nghe không đó hả? Mình muốn trả ơn cho cậu. Đợi chút, nó chỉ đâu đó trong túi mình thôi. Đây rồi. Đợi mình xíu nha, sẽ xong ngay thôi mà. Dây chuyền tình bạn của tụi mình đó. Wesley và Barbie sẽ là bạn thân suốt đời. Cảm ơn nha Barbie. Mình chưa từng có người bạn như cậu. Barbie, cậu bị làm sao vậy? Người đâu mà đẹp trai ghê. Vậy cậu tấn công luôn đi. Nhìn mình đi nè, làm sao với đến anh chàng được. Phải tự tin lên chứ Barbie. Mình có ý này nè. Ăn bỗng ngô không? Bỗng ngô? Sao lại vậy? Bỏ qua, sao cũng được. Thấy cuốn cuốn rồi đó nha. Nhồm nhoàm vừa thôi. Cậu có nghe mình kể không vậy? Tất nhiên là có rồi, cậu tiếp đi. Barbie, cậu đâu rồi? Alo. Cậu chui vào tủ khóa làm gì vậy? Cứu mình với. Đám bắt nạt lại hành hạ mình. Đồ mọt sách thảm hại. Đừng có khóc nữa Barbie. Nè đồ đáng ghét. Nhìn xuống dưới kìa. Là sao? Ăn ngon miệng nha Piranha. Có chuyện gì vậy? Xem tụi nó kìa. Không biết ai mới là kẻ thua cuộc ta. Mình ghét nhất là cá. Wesley à, mình nợ cậu lần này. Vào lớp rồi kìa. Sao mà đến muộn quá vậy? Các em về chỗ đi. Vâng thưa cô Molly. Có ai xung phong không nào? Em. Wesley, em lên bảng làm bài nha. Su cả na. May mà mình có thuốc nổ đây rồi. Không Wesley, đừng làm vậy mà. Để mình nghĩ cách cho. Đáp án đúng ở đây nha. Màu hồng. Không bao giờ. Màu đen được không? Tới nè. Đáp án chính xác. Làm tốt lắm Wesley. Cô Molly rất vui. Đúng là trò cưng của cô mà. Đập tay nào bạn thân. Mình sẽ biến hình cho cậu nha. Đầu tiên là về phong cách ăn mặc. Màu đen. Có chắc là hợp với mình không đó? Thôi được. Mặc thử đi nào. Xin nha. Không hợp với mình cho lắm. Trang điểm cho mình luôn nha. Không thích màu hồng đâu. Thôi kệ. Bạn bè là phải hy sinh vì nhau mà. Nè, cấm nhìn lén nha. Cảm ơn nha Wesley. Còn tóc thì làm gì bây giờ? Mình có ý này nè. Thấy có hơi rén à nha. Cảm ơn bạn tốt của mình. Còn một bước nữa nè. Mình đùa ấy mà. Giờ mình sẽ làm chút ảo thuật nha. Chỉ cần có giấy, một lọ khoai tây chiên và một quả bóng bay. Cái gì vậy hả?
cậu chẳng nghệ thuật thế nào cả. Mình muốn làm cái này nè. Cái gì đây? Rác để trang trí hả? Pháo giấy đó mà. Mình làm cho xem nè. Barbie nhìn cháy ghê. Cái nhạc gì vậy nè? Ủa? Cái gì vậy trời? Bài này hay ghê. Trả lại đây. Câu chuyện của mình phải mở bài khác cơ. Cậu lại đang làm gì vậy? Ồ, xin lỗi nha. Tiếp tục đi. Nghe tiếp nè. Điện thoại của mình. Chào cậu, người đẹp. Chào Ken, mình là Barbie. Thế này là tình yêu sét đánh rồi. Và vậy là bạn thân của mình đã có người yêu rồi. Nhưng mình nên mặc chiếc nào đây? Đen này hay đen này? Tất nhiên rồi. Ý cậu là sao? Cái này hay là cái này? Đợi chút nha. Nghe bên này mới rõ tiếng của cậu nè. Xin chào. Nhắm mắt lại đi. Wow, mình thích bất ngờ lắm. Cảm ơn nhiều nha, Wesley. Mình đã ước được đi xem phim với Ken từ lâu lắm rồi đó. Barbie. Chào Ken. Thôi được. Tình bạn này kết thúc rồi Barbie ạ. Nước nhảy qua cầu. Megan nè, cậu có định tới bữa tiệc của Barbie không? Có chứ, mong chờ ghê. Bữa tiệc sao? Thư mời của mình mà. Bữa tiệc của Barbie. Nhưng mình lại không được mời. Chắc phải làm Barbie ngạc nhiên một chút rồi. Wesley, cậu có sao không vậy? Uống chút nước để hạ nhiệt ha. Cứ thả lỏng đi đã. Rồi kể. Bữa tiệc này tuyệt ghê. Cậu mở quà đi. Phải ha Ken. Gì đây ta? Giày xanh nè. Sớm dữ dội. Tiếp theo. Túi xách Barbie. Cậu không tìm được món nào đẹp hơn sao? Quà gì mà bự dữ vậy? Cậu mở giùm mình đi Ken. Chặt quá đi mất. Mình không thể mở được. Nhẹ thôi chứ Ken. Vỡ món quà mất thì sao? Quà gì mà to vậy ta? Gì thế nhỉ? Ôi trời ơi. Sao cậu lại ngốc đến nỗi đi tặng quan tài hả? Vui lên đi Barbie. Mình đùa thôi mà. Trời ơi, cái gì vậy? Ngạc nhiên chưa? Chúc mừng sinh nhật nha Barbie. Cậu bị cái gì vậy hả? Nhỏ lập dị. Đi tiệc mà cũng thảm hại như vậy. Chúc mừng nha bạn thân. Cậu làm mất mặt mình đó. Đã thế thì tụi mình không bạn bè gì nữa. Mình sẽ cho mọi người biết cậu là đồ giả tạo. Cậu làm cái gì vậy? Giờ mới là lúc vui nè. Cậu biết không Barbie, sinh nhật vui vẻ. Này thì tiệc tùng nè. Giờ mình sẽ biến tất cả thành Wesley hết. Không ai có thể cười nhạo mình được nữa. Cái này cho cậu nè. Tụi mình làm bạn có được không? Cũng dễ thương đó. Mình sẽ không biến cậu thành bản sao nữa. Vậy để mình làm dây chuyền tình bạn nha. Màu hồng của mình, màu đen của cậu. Được, màu yêu thích của mình đó. Mãi là bạn thân nha. Vậy trong hai cậu ai mới là Wesley vậy? Là mình. Không, mình mới là Wesley. Không, là mình. Ai bảo là mình nè. Ôi trời ơi. Một trong hai cậu sẽ phải ra đi. Vali của mình.
chắc chắn sẽ không có ai vào trong này được. Đảm bảo luôn. Phòng mới của tụi mình. Chỗ này xinh ghê ha. Chào. Em đã nghĩ ra trang trí phòng như nào chưa? Chị có cả tấn rồi đây nè. Em không nghe theo chị đâu. Hay là sơn tường thành màu be đi. Nói gì mà như súng liên thanh vậy? Không, đừng làm vậy mà. Sao em lại chia phòng ra vậy? Để làm gì cơ chứ? Màu này sẽ được đây. Không, đến màu đào cũng chẳng giống nữa. Xong xuôi, một chiếc kệ, phải không? Đồ khó ở. Mình sẽ trang trí kệ bằng các món đồ mà mình thích. Bình hoa màu đen. Quá bình thường đi. Chẳng giống em đang phân chia phòng chút nào. Màu đào có gì mà không thích nhỉ? Thôi được, đến lúc lắp giường rồi nè. Wesley, giúp chị chút nha. Còn lâu. Biết ngay mà. Mình sẽ nhờ người khác vậy. Chào cô hàng xóm, giúp tôi chút có được không? Xin chào, cô nàng còn chẳng thấy mình nữa. Mấy tư thế này chẳng có ích gì đâu. Chào mọi người, giúp tôi chút có được không? Xin chào, tôi đang nói với hai người đó. Bó tay luôn. Ủa? Wesley đã xong rồi kìa. Thật không công bằng mà. Wow, nếu mình bực hơn xíu nữa thì sao ta? Quá đỉnh luôn. Hay đó. Không gì có thể khiến căn phòng nổi bật hơn là một đàn dơi. Kết quả hết sảy luôn. Thêm chút đèn nào. Không được nhìn lén nha. Xong. Con bé làm kiểu gì vậy ta? Mình cũng muốn trang trí nửa phòng bên này nữa. Vải twin, nhiều quá à. Quấn hết vào người rồi nè. Trời ơi ma, sợ chết đi được. Thật không thể tin nổi. Ma có thật sao? Mình tự làm hết đó nha. Không nhờ ai giúp cả. Đến lúc trang trí rồi. Bức tường này cần một cái kệ. Nhưng treo như nào đây ta? Thiên, có việc gì? Ông muốn giúp cho tôi sao? Được thôi, giữ thẳng vào, đợi tôi chút nha. Được rồi, xin lỗi nha. Sợ lắm phải không? Tội nghiệp ghê. Để tôi massage cho ông thật thoải mái nha. Ghét nhất là những lúc làm không được. Cái kệ ngu ngốc này. Wow, mình may ghê. 10 điểm, cố ném chuẩn đó nha. Bức tường này đúng là kiệt tác mà. Mình cũng biết trang trí tường mà. Đây là bộ ảnh vintage của mình. Mình vẫn nhớ như thể mới ngày hôm qua vậy. Nhìn vào đây nè. Có chú chim non kìa. Có đẹp hay không? Hết nốt chấm luôn. Hả? Đáng ra mình không nên nhớ chuyện này. Nhưng mình làm gì còn bức ảnh nào đâu. Thiên, ông muốn nói gì cơ? Wesley còn thiếu chiếc bàn ư? Được đó. Tụi mình sẽ đặt cho con bé một chiếc trên mạng nha. Giờ chỉ cần đợi người ta giao hàng đến thôi. Kiện hàng đến rồi kìa. Đi lấy thôi nào. Ui, nặng thật sự nha. Một mình thì bó tay. Phải nhờ ai giúp đỡ thôi. Thiên, có cố gắng. Đợi đã, mình nghĩ ra rồi nè. Ai vậy? Giúp chị chút có được không? Xin cưng đó. Good đi, thôi được. Cuối cùng em cũng đến rồi. Mang giúp chị mấy cái hộp vào trong nha. Không thành vấn đề. Con bé làm kiểu gì hay vậy? Xem nào. Bàn thì để ở đây nè. Ghế thì để ở đây. Trắng quá đi. Nhưng mình có cách chỉnh lại rồi nè. Chào anh bạn. Muốn giúp tôi hả? Cảm ơn nhiều nha. Wow, quét đây. Chỗ này xinh thật đó nha. Chiếc ghế cũng đẹp nữa. Chị cũng sẽ đặt đồ từ chỗ đó. Mạng gì mà chậm quá đi. Thiên, ông muốn giúp sao? Tránh ra ư? Nghe theo ông đó nha. Wow, Thiên à, ồn dữ vậy. Giờ mới biết là cái gì ông cũng biết làm nha. Nhờ có ông cả đó. Vẫn còn thiếu thiếu cái gì ta? À, ghế lót đệm. Xinh quá nè.
thêm vài cây nến để tạo không khí ấm cúng nữa. Quét đi. Được rồi, thêm chút nữa. Trượt mất rồi, phải ném cao hơn mới được. Quét đây à, để chị giúp cho nha. Chị có kế hoạch gì à? Mong là nhà bên trên sẽ không để tâm nếu có một cái lỗ ở phòng ăn của họ. Quét đi, là chị hả? Thêm dây xích nữa nè. Ý tưởng tuyệt vời ha. Giờ chỉ cần thêm vải twin thôi. Hết nước chấm. Để xem trong hộp còn gì nào. Em hét cái gì vậy? Miếng vải đẹp quá nè. Ác mộng mà. Làm gì với nó đây ta? À biết rồi. Quá đỉnh luôn. Còn bông hoa thì đặt ở đây. Tiếng gì vậy ta? Máy đánh chữ. Thiên, ông đang làm gì vậy? Có bất ngờ cho tôi ư? Nhưng đâu cơ? Kia, là chiếc đèn mơ ước của tôi. Cảm ơn nhiều nha. Giờ cuối cùng tôi cũng có thể viết tiếp tiểu thuyết rồi. Thiên, có chuyện gì vậy? Ông không có chỗ để ở sao? Cặp sách tôi ở trên sàn đó, vào trong đi. Hợp với ông phết đó nha. Thiên, có thứ này cho ông đây nè. Lại đây đi. Nhìn dễ thương ghê. Lấp lánh siêu hợp với ông luôn đó. Mình cần thứ gì đặc biệt để làm nổi bật cho căn phòng? Xem thử đồ của hàng xóm nào. Ga giường, gối, xinh ghê. Còn gì nữa đây ta? Tức, bẩn quá à. Gối thì để lên giường nha. Còn ga giường thì sẽ biến thành màn trướng. Xem ra cũng đẹp đó chứ. Giờ thì đi ngủ được rồi. Ai mà biết là ma cũng ngáy to như vậy chứ. Còn lâu mình mới đi ngủ. Có lẽ mình sẽ làm thêm chiếc gối nữa. Hóa ra cũng khá là dễ. Đã xong chiếc gối rồi nè. Đặt nó lên giường thôi nào. Cắm nhìn lén nha. Chỉ có một bất ngờ này nè. Ảnh của tụi mình đó. Nhưng chị để ngược rồi kìa. Bên em là màu đen mà. Sao em khó ở quá vậy? Các cô gái à, đừng cãi lộn mà. Thiên thần hộ mệnh mang bố mẹ đến cho các cậu đây. Trí tuệ, một nhúm cho cả hai này. Sắc đẹp cho cậu và cậu nữa. Và cho mình một ít. May mắn. Ủa, chúa ơi, chỉ còn lại một ít thôi à. Bật lên nào. Gì vậy nè? Hả? May mắn ư? Và không may mắn hả? Trang điểm nhẹ nhẹ cũng chẳng sao cả. Đẹp lắm. Sao chị ấy làm được thế nhỉ? Mình cũng muốn. Không ổn lắm. Son môi đâu rồi ta? Ồ không, em ấy gãy rồi. Đến lúc làm tóc rồi nè. Đủ đẹp để đi rồi đó. Lê à, tóc của em kìa. Sao lại thế chứ? Có phải là Claire không ta? Mình đang thấy cái gì đó. Colin, cậu đẹp trai quá à. Cơn cảm cúm ngu ngốc này. Colin à, mình nhớ cậu quá. Hy vọng tin nhắn này sẽ đến tay cậu. Wow, là thông điệp tình yêu của Mary. Chị ấy may mắn thật. Được thôi, bay đi nào. Ủa, cái này cho mình hả? Còn lâu nha. Ô Claire à, mình cũng thích cậu nữa.
để mình chụp cho tấm ảnh nha. Sẵn sàng chưa nào? Cười lên. Lè trông không ổn cho lắm. Thử lại nào. Được rồi, trông ổn hơn rồi nè. Ờ thì cậu có thể giữ em nó nha. Bây giờ mình đã có ảnh chụp chung với Colin rồi. Mary à, chúng ta sẽ có bài kiểm tra vào ngày mai đó. Chị chuẩn bị chưa? Chị vẫn còn thời gian mà. Đúng rồi, chị lúc nào cũng may mắn cả. Em cũng sẽ đạt được điểm cao cho mà xem. Chỉ cần học là được thôi. Le đã thức suốt đêm để học bài. A, B, A, trúng tủ rồi. Yeah, mình trước. Ô không, tờ giấy bị dính vào bàn mất tiêu rồi. Ủa, Le, chị xong rồi nha. Không, không, em trước mà. Đây ạ, thầy kiểm tra đi. Cái gì thế? Được rồi. Chúc mừng, em làm tốt lắm. Yeah. Chân của thầy, đi ra đi. Em xin lỗi ạ. Ước gì mình mơ thấy Grace. Có phải chị ấy mơ thấy Colin trong giấc mơ không nhỉ? Mình có ý này nè. Colin, là cậu. Bất ngờ thật đó nha. Hả? Chị ấy cười cái gì vậy? Mình sẽ giữ bức tranh này và hy vọng được gặp Colin. Tháo mặt nạ ra. Không, đúng là cơn ác mộng mà. Mình nên đến phòng nha khoa nào đây ta? Cái này hay cái này? Em sẽ chọn cái đầu tiên. Ok, ngồi đợi thôi. Hi, xin chào. Bác sĩ thân thiện thật đó ha. Ủa, là bệnh nhân mới ư? Vào thôi nào. Cậu đang đợi cái gì vậy? Đừng lo nha. Ồ không. Mọi chuyện ổn cả chứ? Bác sĩ nhổ mất mấy cái răng ạ. Chị niềng răng và được cho thanh sô-cô-la nữa. Colin là một TikToker rất nổi tiếng đó nha. Mình cũng sẽ quay TikTok và cậu ấy sẽ chú ý đến mình thôi. Mình không thể xem nổi đâu. Camera chuẩn bị sẵn sàng. Mình đang quay đây. Và trong khi đó, mình cũng sẽ ăn nhẹ cái gì đó. Ngon quá đi. Giờ TikTok khó thật đó nha. Mình có thể ăn cả ngày. Đủ rồi. Mình mệt chết mất. Để xem nào. Hả? Mình bị cấm ư? Sao lại như vậy? Mary, ngạc nhiên thật đó nha. Cậu nên ra nhiều video trên TikTok nữa đi. Thật chẳng công bằng mà. Bây giờ Colin nằm ở đây nha. Chị làm cái gì vậy? Nhìn nè. Gói lại. Rồi bắn ra. Hả? Hãy xem kìa. Là trái tim ư? Sao có thể chứ? Nếu chị làm được thì em cũng được mà. Nhắm mục tiêu và bắn thôi. Ủa? Le, sao cậu lại làm thế chứ? Ngại quá đi mất. Mình cần một cuốn vở. Không phải cái này, cũng không phải luôn. Đâu rồi ta? Được rồi, mình sẽ tìm cho bằng được. Wow, mình không thể qua được. Mình có cách. Này, Colin à. Mary, sao vậy? Ô, là Colin. Đây rồi, mình tìm thấy rồi. Colin,
lấy giúp mình cuốn sách đằng kia với. Cái này hả? Của cậu này. Cảm ơn nha. Hả? Mình sẽ không để việc này xảy ra đâu. Colin, cậu lấy giúp mình cuốn sách nha. Cái nào nhỉ? Cuốn trên cùng á. Mình sẽ thử. Cao quá đi. Ủa? Mình chỉ cần một cuốn thôi. Mình xin lỗi nha. Em sách ngu ngốc này. Ồ, đây là cuốn mà mình cần nè. Sai rồi. Không phải. Ồ, chào Colin. Chào nha. Ồ, Colin. Chào. Ủa? Không, cố với. Mình chán quá đi. Đó là cách Alexander tiếp quản Hy Lạp. Hôm nay kết thúc tại đây nha. Thú vị thật đó. Colin đi rồi. Mình sẽ để lại thông điệp tình yêu cho cậu ấy. Còn lâu nha. Em mới là người để lại tin nhắn cho Colin. Là trái tim ư? Wow, của mình đó. Cảm ơn nha, cậu tốt bụng thật. Trái tim, đáng yêu ghê. Ai vẽ thế? Là Claire đấy ạ. Ồ, thầy hiểu rồi. Cuối cùng thì cũng tẩy xong rồi. Colin à, các cậu tránh ra nào. Hả? Sao cậu ấy có thể? Cậu mới đến nên mình sẽ dẫn cậu tham quan một vòng nha. Đây là lớp học của chúng ta. Cậu sẽ thích thôi. Không đời nào, là do cậu muốn đó nha Colin. Cửa bị kẹt mất rồi. Chúng ta bị mắc lại ở đây mất thôi. Đập tay nào. Dừng lại. Làm tốt lắm các cô gái. Các cậu đã học được bài học rồi. Mình rất tự hào về hai cậu. Không còn ai may mắn hay không nữa rồi. Mọi thứ sẽ trở lại như trước thôi. Mình sẽ không ở đây nữa. Chuyện gì mới xảy ra vậy ta? Mình thấy bối rối ghê.